Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Coi mãi mấy bộ hiện đại cũng chán anh em, nay quay về mấy bộ cổ cổ coi. Từ ngày hôm nay, Não Phu chính thức thu nhận người làm đồ nhi thứ ba. Chân Hùng Bá quét một vòng tròn, một tấm thảm trồi sụt ra, phát ra luồng sức mạnh cuốn lấy Nhiếp Phong. Việc này, còn không mau quỳ xuống hành lễ bái sư. Hảo cốt cách, Hùng Bá nhận được một tên đệ tử như vậy quả thực là có phước. Chỗ vết thương đau đến vậy mà Nhiếp Phong chẳng hé môi một tiếng. Sư phụ đã quyết, đố ai cự tuyệt được. Xương đầu gối của Nhiếp Phong đã bị vỡ, làm sao địch nổi luồng sức mạnh đó, nên đã quỳ phục xuống. Mau, ta hỏi con một lần nữa, Hỏa Lần, Tuyết Ẩm tại sao lại đồng thời mất tích? Còn con mấy ngày nay đã đi đâu? Dạ, Sương Nhi, mau đưa tam sư đệ của con vào phong vân nghỉ ngơi đi. Vào phong vân khác nghỉ ngơi đi. Sư phụ xin đừng hỏi nữa. Con chẳng nhớ ra chuyện gì hết, con không muốn suy nghĩ thêm nữa. Kinh Vân tinh thần kích động cực độ. Không hiểu chuyến đi Nạc Sơn đã xảy ra chuyện gì. Sư phụ, con chẳng nhớ ra chuyện gì hết, xin đừng hỏi thêm nữa. Đồ nhi đã làm nhục sư môn, tự biết tội khó tha, xin sư phụ hãy trừng phạt, đừng truy hỏi thêm nữa. Con không dám nhớ lại nữa. Hùng Bá sợ rằng nếu hỏi thêm nữa sẽ làm cho thần kinh của Kinh Vân bị rối loạn, nên đành đợi hôm khác sẽ nói tiếp. Kinh Vân. Đã là tam đệ hội chủ của Thiên Hạ Hội, giá trị của Nhiếp Phong đã trở nên khác hẳn. Phòng ngủ cũng sạch sẽ cực kỳ sang trọng. Nhiếp Phong một mình nằm ở trong phòng suy nghĩ mãi về chuyện của Hùng Bá. Cứ nhận mình làm đồ đệ, trong lòng cứ nghĩ ngợi không yên. Ta không cần ngươi hầu hạ, đi ra đi. Chào tam thiếu gia, đại thiếu gia căn dặn nô tỳ hầu hạ cho ngươi. Là ngươi, ngươi vẫn chưa chết được. Kim Đà Thánh Dược của bổn hội rất là công hiệu đối với việc phục hồi xương cốt. Nhiếp Phong, sư phụ bảo ta vào trị thương cho đệ. Ai nhị thiếu gia, bộ Kinh Vân chỉ nói trị thương cho Nhiếp Phong, không đếm xỉa gì đến câu hỏi của Nhiếp Phong. Người không sao thì tốt rồi, cha ta vào Đoạn Bá Bá ra sao rồi? Im đi, ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong Lăng Vân Động, ngươi hãy nói cho ta biết. Tám thiếu gia, việc nối xương giáp cốt thì khó mà tránh khỏi đau đớn, xin hãy cố gắng chịu đựng. Cô tránh ra, ta nhất định là phải hỏi cho ra lẽ. Tất cả đã chết hết rồi sao? Chết rồi, tất cả đã chết hết rồi. Mau nói cho ta biết, cha ta còn sống hay đã chết? Cha ta làm sao mà chết? Có cái gì bên trong Lăng Vân Động? Phải mau đi báo cho đại thiếu gia. Là lửa, lửa. Ngươi biết mà, cho ta biết đi. Đừng hỏi nữa, ta không biết. Không được hỏi nữa. Ta không muốn ngươi hỏi về việc xảy ra trong Lăng Vân Động nữa. Giống hệt như ánh mắt hoảng loạn của cha lúc ở trong Lăng Vân Động. Ánh mắt của hắn. Bộ Kinh Vân tinh thần hoảng loạn, hai tay suýt nữa đã siết chết Nhiếp Phong. Sứ đệ ta lần này tuy còn sống sót trở về nhưng đang ở trong tình trạng hoảng loạn, xin đừng truy hỏi nó nữa. Tam thiếu gia, còn cái chết của cha đệ chúng ta ai cũng tiếc thương. Kỳ thực ban đầu sư phụ của ta chỉ muốn mượn Hỏa Lân kiếm và Tuyết Ẩm đao về xem cho mở rộng tầm mắt, không ngờ lại xảy ra thảm cảnh như thế. Vì thế sư phụ định truyền thần công cho đệ như là một cách chuộc lỗi. Chúng ta sau này là người một nhà, chuyện quá khứ đệ hãy quên đi. Phông chữ này không đọc được luôn. Phong Vân Các, tam phân hiệu trường, Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, trung khu tháp,
Hồ Tâm Liễu Đình, Vọng Xương Nầu, Hùng Bá Đường. Vô Song Thành Chủ Độc Nhất Vương vốn là một nhân vật cũng có tên tuổi ở trong võ lâm, hôm nay được mời đến Đại Nhất Lâu. Hùng lão huynh, Nhiếp Phong tuy cốt cách phi phàm nhưng thời gian nhập hội ngắn ngủi mà Hùng huynh đã không tiếc truyền thụ võ công, có phải bù đắp cho cái chết của Bắc Ẩm Cuồng Đao hay không? Thiên hạ Đại Nhất Lâu đứng sừng sững ở trên đỉnh Thiên Sơn là nơi Hùng Bá nghỉ ngơi. Ngoài việc các đệ tử thân tín và Lô Bộc ra, những người vào được nơi này đều là những nhân vật có tên tuổi ở trong võ lâm. Độc Cô Huynh, theo tôi vào trong này để biết ẩn tình. Linh Tâm Trai là nơi Hùng Bá thường ngày ngồi thiền tịnh. Tôi cũng cảm thấy đây không phải là nguyên nhân. Độc Cô Huynh, nói thế là không đúng rồi. Đoạn Soái cũng chết, nhưng lão phu đâu có nhận con trai của hắn làm đệ tử đâu. Đây là hai câu tiên đoán số mệnh của lão phu do thần tướng Ni Bồ Tát năm xưa ban tặng. Kim Lân Khởi, thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân tiện hóa lòng. Huỳnh huỳnh, hai câu đối này có ý nghĩa là gì? Ý nói rằng tôi có thể gặp được phong vân thì mệnh sẽ hóa rồng. Lần này tôi đã cứu được phong nhì, cộng thêm đồ đệ thứ hai là kinh vân, vậy là đã đủ phong vân, ngày rồng bay đã không còn xa nữa. Hùng Bá dã tâm to lớn quá, ta kết minh với hắn chẳng khác nào là chơi với hổ, sau này nên thận trọng hơn. Hùng Bá trước giờ miệng nói chỉ tin vào thực lực, mà trong lòng lại mê tín huyền cơ, không lẽ vị Ni Bồ Tát khả năng đó. Vị Ni Bồ Tát đó có khả năng là đổi được mệnh trời, hoán chuyển càn khôn. Phong Vân Tế Hội. Hùng huynh, danh sư xuất quao đồ, ngày sau đồ nhi giúp sư phụ định giang sơn, thiên hạ còn ai dám tranh hùng, đáng mừng, đáng mừng. Lão phu có được những nhân tài chắc tuyệt và quyền uy tối cao, trong thiên hạ đã không có thứ gì mà lão phu không có được. Trên trời dưới đất, mình ta độc tôn. Chỉ trong một thời gian ngắn nhất mà thiên hạ hội đã phát triển thành bang hội đệ nhất võ lâm. Ta luôn tin thế. Lão phu qua bao năm qua chưa từng biết nhăn mày trao mặt. Ta tin chắc rằng trong thiên hạ này chẳng còn việc gì đủ để làm cho lão phu phải lo lắng. Chuyện xảy ra lần này đã làm cho sự tin tưởng bao năm của lão phu hoàn toàn sụp đổ. Không chỉ lo lắng mà lão phu còn kinh hãi muôn phần. Nhưng đặt trên bàn hương án trước mặt của cái đầu là trước mặt là cái đầu của Vô Song Thành Chủ Độc Cô Nhất Phương. Người mà lão phu lo lắng chính là người đứng trước hương án, khắp người đầy thương tích nhưng ánh mắt thì vẫn kiên định như là sắt thép. Độc Cô Nhất Phương vì phẩm thiên ngoài của lão phu nên hắn phải bị trừng phạt, nhưng đó không phải là nguyên nhân khiến lão phu lo lắng. Về mưu trí y không bằng đại sư huynh Tần Sương. Về võ công y lại không phải là đối thủ của nhị sư huynh Bộ Kinh Vân, nhưng về tư chất y là đứa kiệt xuất nhất ở trong ba đệ tử của lão phu. Y chính là tam đệ tử mà lão phu đã cứu được ở trên con sông 6 năm về trước, con trai của Bắc Ẩm Cuồng Đao Nhiếp Nhân Vương Nhiếp Phong. Tên khốn Độc Cô Nhất Phương lại do chính tay y ra tay rồi lặng đặt lên hương án. Thành thật mà nói, đây là một việc đáng mừng. Tiềm chất của y đã vượt xa dự đoán của lão phu. Việc lần này khiến lão phu phải kiểm tra lại sự đánh giá của mình. Nhưng việc làm lão phu kinh ngạc nhất là làm sao y có thể thắng được cao thủ mạnh hơn y gấp 10 lần. Vài năm sau, rừng Thanh Hải. Ông trời, ngày thường ở đây náo nhiệt lắm, sao hôm nay lại chẳng thấy một bóng người? Đừng nói quá nhiều, mau đi. Ông ơi, bây giờ còn cảm thấy có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Lão tiểu phu đang đi, bỗng thấy trong rừng ánh lên một đống lửa, cháy bập bùng, một người đang ngồi tĩnh tọa tại đó. Người này kỳ lạ quá, chúng ta mau đi thôi. Long Tổ. Long thần, lão phu hôm nay tới đây là muốn trao đổi với ngươi một việc. Lão sẽ trao hết gia tài 12 vạn, 5.060 lượng để đổi lấy con hỏa hầu trong cái đỉnh kia của người. Đúng thế,
Ta biết thế nên ta sẽ đem luôn ái thiếp của ta ra đổi luôn với người, ngươi thấy sao? Ấy, hỏa hầu chỉ đáng giá bấy nhiêu thôi ừ. Cái đó còn tùy vào công lực của người. Vậy, huyền thiết quyền của Giang Nam Song Hùng đáng giá bao nhiêu? Gái thanh nâu, lại đã có chồng nên không đáng giá một xu. Được, ngươi cần thử thiết quyền của ta. Giang Nam quyền hiệp cũng chỉ có thế thôi ừ, hóa ra chỉ là lời đồn. Quyền của Hoắc Thiết Não tới nhưng... Quyền của Hoắc Huyền Thiết Não tới nhưng Long Tụ chấn đỡ như không. Long Tụ đứng thẳng dậy, thân hình cao lớn, khí phách hiên ngang. Trong lúc trận đấu đang quyết liệt, thì một góc xa xôi, mũi tên không rõ nguồn gốc lao về phía của Long Tụ. Thế mà cũng gọi là Giang Nam quyền hiệp, so với Thiên Sương quyền của Tần Sương ở Thiên Hạ Hội thì chẳng thấm vào đâu. Không ngờ Thiên Sương đường chủ cũng ham muốn có hỏa hầu như vậy. Giang hồ có câu nói rằng muốn gặp Ni Bồ Tát trước tiên phải đoạt được hỏa hầu. Ni Bồ Tát biết được thiên cơ, có năng lực nghịch thiên chuyển mệnh, nên hỏa hầu tự nhiên sẽ trở thành đối tượng tranh đoạt. Thiên Hạ Hội nhúng tay vào vụ này thì hơn một nửa số người nhắm tới hỏa hầu run sợ. Không ngờ người của Thiên Hạ Hội cũng đã tới rồi. Không được chạy. Ơi, nghe nói Ni Bồ Tát là một người có thuật dịch dung, để ta xem diện mạo của não già là thật hay giả. Không cần nữa đâu, mau chạy đi. Não tiểu phu nào đảo té nhau ra trước. Người này khi tới thì giống như là một trận gió thổi gấp. Cả thần phong đường chủ cũng tới đây rồi ư? Lần này cả hai đường chủ đều tới đúng là chuyện lạ đây. Nhiếp phong của Thiên Hạ Hội. Các vị đồng đạo, Ni Bồ Tát tuy có thể nghịch chuyển số mạng, nhưng nếu vì tranh giành hỏa hầu mà kết oán với Thiên Hạ Hội thì dù là ai cũng khó giữ được tính mạng. Các vị nên nhớ cho kỹ. Nhiếp phong thả người đạp xuống chiếc đỉnh vàng. Sau này Hùng Bá truyền ba tuyệt kỹ này cho ba đệ tử, mỗi người một món. Ngày trước Hùng Bá sáng lập được Thiên Hạ Hội là nhờ ba tuyệt nghệ Thiên Sương Quyền, Bài Vân Trưởng và Phong Thần Cước. Tần Sương nhập môn sớm nhất, được Hùng Bá sùng ái nhất, làm trưởng quản nội vụ của Thiên Hạ Hội, nhưng ít đi lại ở trong giang hồ nên oai danh không được lừng lẫy như là Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong. Lần này Thiên Hạ Hội phái hai đường chủ đi đoạt hỏa hầu, có thể nói là rất quyết tâm. Sự xuất hiện của Nhiếp Phong làm cho những ai muốn đoạt hỏa hầu đều cảm thấy thất vọng. Thiên Hạ Hội tuy oai danh hiển hách, nhưng mà không phải muốn gì cũng được. Ai muốn đoạt hỏa hầu này phải hỏi qua ý của Khoái Ngũ Tử. Long Tụ vừa dứt lời thì từ trong rừng rậm nhảy ra bốn người vây lấy Nhiếp Phong. Nghe nói cước pháp của Phong Thần của Phong đường chủ uy phong lẫm liệt, từ lâu đã muốn lãnh giáo, nếu đoạt được hết binh khí ở trên tay khoái y ngũ tử thì bọn ta xin dâng hỏa hầu. Tam sư đệ, bọn họ coi trọng đệ, vậy lần này thành bại trông cả vào đệ rồi. Uy danh của Thiên Hạ Hội tuy lớn nhưng mà không thể một tay che trời. Ai dám đoạt hỏa hầu phải thẳng khoái ý ngũ tử. Nghe nói phong thần thối nhanh độc chuẩn kinh. Khoái ý ngũ tử nghe danh đã lâu. Hôm nay nếu các hạ có thể thắng được hỏa hầu xin dâng hai tay. Long Tụ nói chuyện. Bốn tứ còn lại như kình phong bao vây lấy Nhiếp Phong. Đại sư huynh Long Tụ. Võ công khoái y môn tinh thâm, nhờ chữ nhanh dù xuất chiêu tay hay binh khí, đều nhanh như gió, tinh anh nhất trong ngũ tứ. Khoái y môn, do khoái y não tổ sáng lập, môn quy cực kỳ nghiêm. Thuộc hạ hành tẩu khắp nơi trên giang hồ, trong đó khoái y ngũ tứ mỗi người một tuyệt nghệ, không hổ uy danh của khoái y môn. Tứ sư huynh, Hạc Bút, Nhị sư huynh Hổ Kiếm, Tam sư huynh Lang Kiếm.
Ngũ sư đệ, đà cầu. Ngũ tử tu vi không yếu, lời Tần Sương không để vào tai, chỉ chăm chú vào Nhiếp Phong. Muốn thi nhanh với tam đệ ta, ấy chỉ thêm mang nhung. Ngũ tử mỗ trận theo thuật kỳ môn, trận thế phối hợp thuận lợi, uy danh của Nhiếp Phong, ngũ tử cũng không sơ xuất. Nhiếp Phong đứng yên ở trên nư đỉnh, chân không động, bốn phía nổi cơn gió lớn. Mỗi người đều tự chú tâm vào đại yêu huyệt ở trên thân của Nhiếp Phong. Phong thần thối pháp, đợi nhất thức, bổ phong chốc ảnh. Bổ phong chốc ảnh, lấy thân pháp kinh công là chính, là tinh yếu nhập môn của phong thần thối, tốc độ vô ảnh nhanh như lưu tình. Tam sư huynh đã đệ đối phó với hắn. Bổ phong chốc ảnh quả là thân pháp đại nhất thiên hạ, hơn lời đồn nhiều. Lang đao hét lớn điên cuồng sông nền. Ta còn chưa ra tay đã bại rồi. Cấu của các hạ. Thần phong thối pháp quả khiến đại khai nhãn giới. Bốn người thành tâm nhận thua. Đừng sợ, tỷ dẫn mọi người rời khỏi đây, sẽ không ai dám hại. Tỷ tỷ muội sợ quá. Lão bá, ông không sao chứ? Nhiếp Phong, kiếm trong tay ta, có bản lĩnh thì đến đoạt. Long tổ, ngươi tâm cao khí ngạo, hôm nay nếu không đánh bại, nhất định là ngươi không phục. Ta không như bọn họ, quyết phân cao thấp. Kiếm đến, ngươi đã tránh. Thân pháp nhanh hơn sự tưởng tượng của Long tổ. Long tổ cảm thấy bụng đau nhói, một cước nhanh hơn điện. Phong thần thối pháp, phong trung kinh trảo. Long tổ qua chiêu với người, ngoài nội lực ra, chiêu thức cũng cực nhanh. Không ngờ gặp phải Nhiếp Phong còn nhanh hơn, y hét lớn tung ra sát cước. Long tụ kiếm, cùng long thất hiện. Hai chân Nhiếp Phong, theo thân cây mượn lực xoay người, long tụ kiếm đã đến. Kiếm phá thân cây, Nhiếp Phong với thân pháp kinh thế đã tránh được ác chiêu. Phong thần thối pháp đệ ngũ thức. Phong quyện nâu tàn. Một thức phong quyện nâu tàn, cuồn cuộn, bức cho long tụ phải xoay kiếm tự bảo vệ. Trước ngực đau nhói, thần phong thối thừa hư mà tiến. Trong lúc ác đấu, phụng vũ tiền thế đợi đã nâu, phá không mà tới. Chiêu thức của Nhiếp Phong tinh kỳ, long tụ không bì nại. Kình phong áp tới, đầu tiễn cách mặt vài tấc. Tâm thần toán loạn, long tụ thừa cơ phản kích. Đầu tiễn đã đến, khí thế cắt ra cắt thịt. Lưng bị địch nắm chặt, không còn đường thoát. Thắng bại chưa phần, hai vị muốn hòa hầu xin thất lễ. Hòa hầu tuyệt đối không để người khác đoạt. Rõ ràng hai vị không giữ chữ tín. Ơi, quyền mang kinh lực kinh người. Kẻ chúng lập tức gãy xương. Chỉ là tự tìm khổ. Đợi nhất thức, xương tuyết phân phi. Hai tay của Tần Sương phân ra chính là tuyệt học thiên xương quyền. Dư kình chưa hết, chấn động không thôi. Chấn lực cực lớn, thân đỉnh tự xoay khiến mọi người chưa hiểu ra sao. Kim đỉnh đột nhiên tự chuyển động. Dưới chân thiên sơn, một con suối cao trăm trượng, thế nước đổ gấp thật là kỳ vĩ. Thế nước cực gấp, một người đang chịu nước tuôn suối vào người. Chấn lực khủng khiếp giữa cột nước khiến cho người đó như nào bất động. Tia nước xối xả lộ ra gương mặt anh khí nhiếp người, chính là Phi Vân Đường chủ, Bộ Kinh Vân. Bài Vân Trưởng là một trong ba đại tuyệt học thiên hạ hội, một trưởng phân nước làm hai, đổ đoạn thạch phân kim. Bài Vân Trưởng. Thế nước như là vạn mã chạy gấp, cũng không phá được trưởng kình khai thiên quan địa, cột nước bị phân làm hai. Một bóng người đột nhiên xuất hiện. Kiếm chấn ông già rời tay. Bộ Kinh Vân không chút sợ hãi, đưa tay đỡ đao sắc. Nô tài không muốn chết, xin chủ nhân tha tội. Chủ nhân thân thể ngàn vàng,
Nếu bị thương thì tiểu nhân có chết không đủ. Nô bộc tùy thân bộ kinh vân. Tuyết ám thiên. Ấy vậy sao? Chứ không phải là người. Thấy chưa là cơ hội tốt nên chưa toàn nâng. Bấm đường chủ, rau cải ngài dặn đã chuẩn bị xong. Tiểu nhân không dám nghĩ tới. Cô gái mà đường chủ muốn thuộc hạ đã dẫn đến. Đem rượu ra. Cơm không ăn nữa. Ta theo nhiều năm cũng chưa thấy y mê lữ sắc sao lại. Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm, đường chủ đừng giận. Quả là quốc sắc thiên hương. Được, người lập tức cởi hết y phục trên người ra. Xin chào đường chủ có gì căn dặn, cô ấy nhất định là sẽ làm vui lòng. Một câu của bộ kinh vân khiến cho cô gái lập tức chút quần áo. Thân thể đẹp lắm. Ấy đường chủ, bộ kinh vân vận trào hướng thẳng vào yết hầu, không chút thương hoa tiếc ngọc. Để bổn đường chủ chạm vào thân mềm mại xem sao.